Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẵn sàng đúng không? Amen. Lời Chúa luôn luôn mới cho chúng ta, và lời Chúa là sống và linh nghiệm, sắc và thương hai lưỡi, thấu vào, chia hồn linh, có thể và sẽ tư tưởng ý định trong lòng của chúng ta. Nhờ lời của Chúa mà chúng ta sẽ sống đúng theo ý muốn của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Có những câu kinh thánh trong Roma 12, từ câu 1 đến câu số 2. Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống, thánh thiện, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh dạy dỗ chúng con. Lời của Ngài thật sự là thần linh và sự sống. Lời đó mới có thể đem lấy đức tin cho chúng con, và lời đó thúc giục chúng con sống đẹp lòng Ngài. Thờ phượng Chúa phải hợp lẽ, đúng với ý muốn của Chúa Trời, để chúng con được phước, được phần thưởng lớn lao cả đời này và cả đời sau nữa. Cho chính chúng con, cho con cháu dòng dõi chúng con nữa. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Phaolô là một người tập bớ hộ thánh, tàn hại hộ thánh. Ông dùng cái thân thể của mình để mà phá hộ thánh của Chúa trong cái thời kỳ hộ thánh đầu tiên, và ông đã kinh nghiệm cái thân thể của mình đã sử dụng cho công việc gọi là công việc của Chúa đó, công việc của tôn giáo, công việc của tôn giáo Do Thái. Nhưng mà sau khi ông gặp gỡ Chúa rồi thì ông biết được rằng là mình đã sai trọng, đã dâng cái thân thể là công cụ, nó thuộc về Satan để tấn công vào thánh của Đức Chúa Trời. Và khi ông đã biết được điều đó thì ông nói rằng là khi gặp gỡ Chúa rồi, ông không bàn với thịt và huyết, và ông sẵn sàng dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh khiết để lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em, hay là sự thờ phượng phải lẽ. Amen. Amen. À, chúng ta biết được rằng là chúng ta là người thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta rất là vui sướng, chúng ta rất là hạnh phúc. Amen. Khi thờ phượng đấng sống, khi thờ phượng là cha của chúng ta, chúng ta rất là vui sướng và cũng không thể tả xiết được cái sự hết lòng thờ phượng của chúng ta. Và Chúa chắc chắn là Ngài đẹp lòng chúng ta. Nhưng mà đời sống chúng ta cần phải sửa lại những cái gì đó, nó không có đúng. Amen. Amen. Chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng một cổ lễ thật sự thánh khiết và công chính. Ngày xưa dân Israel người ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cổ lễ thiêu, mà cái cổ lễ đó thì không tỉ vết. Một con bò hay một con chiên được chọn lựa rất là tốt lành, không có một cái tỉ vết nào trong thân thể của nó, để dâng lên cho Đức Chúa Trời, để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tấm lòng của con người, tấm lòng của thầy tế lễ khi thờ phượng dâng lên con chiên hay là con bò lên cho Đức Chúa Trời làm của lễ, thì tấm lòng của họ phải là một cái tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và một cái tấm lòng theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý định của mình hay ý riêng của mình để mà chọn những con chiên, con bò gì đó để mà thờ phượng Chúa. Đành cảm ơn Chúa. Điều mà đầu tiên tức là lời khuyên của sứ đồ Phaolô, ông nói rằng: thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được Đức Chúa Trời thương xót, được Đức Chúa Trời chọn lựa, được Đức Chúa Trời thánh hóa để chúng ta trở thành người thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Lúc nãy anh chị em chúng ta cũng đồng ý rằng là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đó là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đó là
điều mà Đức Chúa Trời vui thích. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là điều mà gọi là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hay là ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu đã ban cho chúng ta. Như vậy thì thế giới không biết Chúa thì người ta không thờ phượng Đức Chúa Trời được, không biết cách để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta là người của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết cách nào để thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa Giêsu đến thì Ngài nói với người phụ nữ Samari rằng là, bà nói là người Samari của chúng tôi thì thờ phượng trên núi này, còn người Giu-đa thì thờ phượng trên đời Jerusalem. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là giờ đã đến và đến rồi, vì Đức Chúa Trời là thần, ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần lễ thật mà thờ phượng. Amen. Phải lấy tâm thần lễ thật mà thờ phượng. Như vậy thì đây là cái cách thờ phượng mà Đức Chúa Trời ưa thích, là những con người của Đức Chúa Trời phải lấy tâm linh của mình, tâm thần của mình và lẽ thật để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có một tâm linh được tái sanh, có nghĩa là tâm linh đã chết. Trong thời kỳ Adam phạm tội thì tâm linh họ bị chết đi và tâm linh đó bị phân cách với Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua Chúa Cứu Thế Giêsu thì tâm linh con người được sống lại, hoàn toàn được tái sanh, được sống lại, và tâm linh này sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vì khi tâm linh này được sống lại thì họ thấy được nước Đức Chúa Trời và họ được vào được nước Đức Chúa Trời. Và họ biết họ phải thờ phượng ai, và đây là một tâm linh là chủ của một con người và quyết định để thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Nếu chúng ta không có sự thương xót của Đức Chúa Trời, không có Chúa Giêsu đến để chết thay cho chúng ta, để cho chúng ta được tái sanh, thì chúng ta không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm linh được. Amen. Trong thời Cựu Ước, họ thờ phượng Đức Chúa Trời không bằng tâm linh, không có một tâm linh được sống lại, được tái sanh, nhưng mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo luật pháp, theo cái cách mà Đức Chúa Trời dạy dỗ họ phải thờ phượng như thế nào, họ dâng những tế lễ như thế nào, họ cũng ngợi khen thờ phượng Chúa như thế nào. Và đó là điều mà trong thời Cựu Ước. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì phải thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Tâm linh của chúng ta được tái sanh có nghĩa là tất cả những công việc chết đã được rửa sạch bằng huyết của Chúa Giêsu rồi. Amen. Chúng ta nhớ hay nhớ đoạn 9 câu 14, huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dân thánh lễ không tìm huyết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn rửa sạch lương tâm của anh chị em ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng xóm. Như vậy là chúng ta có một tâm linh đã được tẩy sạch, đã được thánh hóa hoàn toàn và sống lại và làm chủ cuộc đời của mình và quyết định để mà thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng xóm. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, đây là lời mà Chúa Giêsu dạy. Lẽ thật nói về sự thờ phượng Chúa như thế nào? Trong Kinh Thánh thờ phượng Chúa như thế nào? Và trong câu Bộ Động 15 câu 16, 17 thì Chúa nói là trong những ngày cuối cùng sau rốt này Chúa sẽ xây dựng lại đền tạm của David. Tại sao là xây dựng lại đền tạm của David? Để mọi dân mọi nước sẽ đến và thờ phượng Chúa Trời. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là Chúa không xây dựng đền tạm của Môi-se nhưng mà xây dựng lại đền tạm của David. Bởi vì đền tạm của David là nơi mà sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó. Bởi vì David là một người yêu mến Chúa, một người muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, và một người có một sự khôn ngoan muốn giữ Đức Chúa Trời ở lại với triều đại của mình. Phải không? Bởi vì trong thời Cựu Ước thì Chúa nói rằng là thần của ta không ở với loài người luôn, tức là chỉ đến và cảm động họ làm những việc rất là phi thường, nhưng mà Ngài không ở luôn với họ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngài ở luôn với chúng ta. Amen. Ngài ở với chúng ta đời đời. Nên David ông xây dựng làm cho những cái thầy tế lễ đó, các thầy tế lễ 24 ban thầy tế lễ để phục vụ Chúa ngày đêm, tức là 24/24 đó. Lúc nào cũng có các ban thầy tế lễ để phục vụ đền thờ. Rồi sau đó ông sắp xếp kế hoạch
lập các ban ca nhạc sĩ để thờ phượng Đức Chúa Trời. 24 tức là hơn 24 ban ca nhạc sĩ để thờ phượng Chúa, có nghĩa là ông muốn thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa 24/24 để giữ Chúa ở lại với triều đại mình, mà Chúa ở lại với triều đại của mình, ở lại với nhà của mình, ở lại với Israel, thì Đức Chúa Trời ban phước cho Israel, ban phước cho người vua, ban phước cho tất cả những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Và ngày đó là ngày thiết lập lại đền tạm của David. Ngài rất vui lòng khi David có 24 ban thầy tế lễ để phục vụ đền thờ và 24 ban ca nhạc sĩ để thờ phượng Chúa ngày đêm. Amen. À, Chúa sẽ thiết lập lại. Và đây là cái sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ dùng trống nè, họ dùng đờn nè, cặp chả mã la ca này để thờ phượng Chúa. Những gì thuộc về David, các ca đoàn của David, các nhạc cụ của David, thì họ trỗi lên để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Đấy, cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu nói rằng là phải lấy lẽ thật là tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa, có một tâm linh để thờ phượng Đức Chúa Trời, một lẽ thật đó là cái cách thờ phượng Chúa như thế nào của David. Và hội thánh ngày hôm nay thờ phượng Chúa rất là mạnh mẽ, hội thánh ngũ tuần, hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh, hội thánh có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì hội thánh đó thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Amen. Và chúng ta thấy sống động không? Amen. Rất là sống động, rất là mạnh mẽ. Đó là cách thờ phượng mà Chúa đẹp lòng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm linh, bằng lẽ thật, nó rất là sôi động như vậy. Nhưng mà của lễ thờ phượng đó nó không thắng thì sao? Phải không ạ? Của lễ đấy, chúng ta biết của lễ là gì không? Của lễ thờ phượng là gì? Là chính đời sống của chúng ta. Amen. Paulo nói thưa anh chị em, vì thế con này xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống và thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Chúng ta có nhạc cụ, chúng ta có con người, chúng ta biết cách thờ phượng như thế nào đẹp lòng Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà điều vô cùng quan trọng là của lễ đó phải đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. 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 Sao ý thế? Hãy đặt tay lên người của mình và nói rằng là con là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và nói với người bên cạnh mình là bạn là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lễ của anh chị em. Amen. Như vậy thì Chúa nói rằng là dâng hiến thân thể mình làm của lễ sống và thánh khiết, có nghĩa là chúng ta được sống là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Dòng sông sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời ở trong chúng ta làm cho thân thể hai chết chúng ta sống lại rồi. Amen. Huyết của Chúa Giêsu làm sạch những gì hai chết của chúng ta rồi, thì chúng ta thật sự trở thành của lễ sống và thánh khiết. Amen. Amen. Chúng ta chắc chắn là bây giờ thân thể chúng ta là của lễ sống và thánh khiết không? Amen. Chúng ta chắc chắn không? Amen. Chúng ta muốn giữ cái thân thể của mình sống và thánh khiết cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại không? Tê-sa-lô-ca đoạn 5 câu 23 chúng ta nhớ không? Nguyện Đức Chúa Trời bình an khiến anh chị em nên thánh trọn vẹn, vì khi tâm linh, linh hồn và thân thể anh chị em được giữ vẹn đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Chúng ta là của lễ sống và thánh khiết, không phải chỉ ngày hôm nay mà thôi, nhưng mà vào ngày mai chúng ta vẫn sống và thánh khiết. Tuần tới chúng ta thờ phượng Chúa vẫn sống và thánh khiết. Amen. Phải vậy không? Bởi vậy thì đời sống của chúng ta phải luôn luôn là sống và thánh khiết. Amen. Đừng để sự ô uế nó xâm nhập vào đời sống của mình. Chúa Giêsu dạy gì chúng ta nhớ không? Các môn đồ trước xưa mà ăn không rửa tay thì họ nói rằng là không đúng luật, phải rửa tay thì mới ăn phải không, chứ không là không bị ô uế. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Từ ngoài vào trong thì nó đi ra, phải vậy không? Nhưng mà từ ngoài vào trong nó không làm cho ô uế người, nhưng mà từ ở trong mà ra đó nó mới làm cho ô uế người.
những lời ác độc, những cái lời ô uế, những cái lời gì đó nó thuộc về ma quỷ, thuộc về thế gian này, nó tuôn ra môi lưỡi của chúng ta mới làm ô uế chúng ta. Amen. Nên chúng ta phải giữ cái sự thánh khiết và công chính trước mặt của Chúa Trời. Đừng làm cho cái thân thể mà Chúa đã tẩy sạch rồi trở nên ôi. Ngày xưa chúng ta hay nói chưa biết Chúa đó, nói tục tiểu, diễu cợt, nói những lời có nghĩa là lòng đầy dẫy cái gì nói ra điều đó. Và tất cả những cái gì mà chúng ta ở trong cái thế giới của sự chết, nó đều là ô uế và nói ra là ô uế. Chúng ta thấy các chị em nào đi Sài Gòn thì chúng ta dễ thấy hơn đó, là chúng ta thấy mấy cái dòng sông nó đen thui thù lùi, bởi vì nước đóng người ta thải ra đó đen mà đi ngang nó thui, ở lại nó thui. Cũng có một cái dòng sông rất là trong sạch. Tôi muốn nói điều này để cho chúng ta thấy rằng là có một dòng sông nó thuộc về vương quốc Satan. Có người dầm thấm trong tội lỗi, trong sự ô uế, trong sự bất kính thờ cúng mình tượng, mà Chúa nói là ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Tất cả những hành động thờ phượng Satan, thờ phượng hình tượng, thờ lại người chết đều là ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Đồng bóng của phép quái hoa tà thuật của ngài là ô uế ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Chúa nói là đừng đụng đến đồ đó và cũng đừng đem vào nhà các ngươi để các ngươi bị tai họa. Và chúng ta biết rằng trong thánh linh của Đức Chúa Trời chúng ta có một cái dòng sông sự sống. Amen. Dòng sông của thánh linh Đức Chúa Trời đã tuôn chảy qua đời sống của chúng ta là dòng sông mà trong Khải Huyền đó hay nói là dòng sông nó chảy ra từ ngay Đức Chúa Trời và ngay chiếc con, nó trong như pha lê. Amen. Trong như pha lê. Như vậy thì chúng ta nhờ cái dòng sông đó mà tẩy sạch tất cả những gì hay chết trong cuộc đời của chúng ta, rửa sạch thánh hóa. Như Phi Lê Nhất là một câu hai nói rằng là thánh linh thánh hóa để vâng phục. Amen. Bởi vì xác thịt của chúng ta không thể vâng phục Đức Chúa Trời, không thể vâng phục cấp lực của Đức Chúa Trời. Xác thịt chúng ta nó ô uế, chúng ta ở trong một cái thế giới ô uế, trong cái dòng sông ô uế đó, thối tha đó. Và bây giờ chúng ta được thánh hóa bởi dòng sông của Đức Thánh Linh rồi, tất cả những gì hay chết nó được ra khỏi, được tẩy sạch rồi, thì chúng ta phải giữ được cái sự thánh khiết. Amen. Phải giữ được cái sự trong sạch đó. Đừng có một cái lời nào nói ra là hôi hám, ô uế. Amen. Bởi khi chúng ta nói ra điều gì, người ta sẽ biết chúng ta là người ô uế hay là người thánh khiết. Phải vậy không? Amen. Một người ham mê cờ bạc thì nói về cờ bạc. Một người mà có cái tư tưởng xấu thì nói ra những điều xấu, đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra. Amen. Nhiều người đầy dẫy cái sự cay đắng, nói ra toàn là cái sự cay đắng. Và chúng ta đừng để đắng trong đó làm ô uế nhiều. Chúng ta cay đắng, chúng ta làm ô uế chính mình, chúng ta làm ô uế gia đình của mình và lây lan cho người khác nữa. Đừng để lệ đắng trong ta làm ô uế nhiều người. Amen. Chúng ta phải triệt tiêu với nó, hủy phá nó và xin dòng huyết của Chúa Giêsu và thánh linh dòng sông sự sống đó thanh tẩy chúng ta để chúng ta trở thành những người thánh khiết. Nhiều lúc chúng ta coi thường, nhưng mà thật sự chúng ta nhớ rằng nếu khi Chúa Giêsu đến, thứ bảy chúng ta lại phải giữ linh hồn thân của mình được thánh cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Mà nếu chúng ta đến ngày Chúa Giêsu trở lại chúng ta không thánh thì chúng ta bị bỏ lại. Đó là thật sự. Chúa không muốn mỗi một chúng ta bị bỏ lại trong những ngày đau khổ. Chúa muốn chúng ta được cất lên ở với Chúa. Amen. Chúng ta cũng đừng có ý lại rằng thôi tôi được cất lên coi như là cứu khỏi lửa cũng được. Đừng có suy nghĩ như vậy. Chúng ta được cứu và có bằng thưởng nữa, chứ không phải được cứu mà dường như qua lửa. Có nghĩa là cả cuộc đời của chúng ta phục vụ Chúa trong thế gian này, chúng ta không có nhận được cái phần thưởng gì cả. Nên cảm ơn Chúa. Biết bao nhiêu những gì ô uế trong đời sống của chúng ta. Và cái lời nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta là thần linh ban sự sống, xác thịt chẳng đến gì. Nhưng lời ta nói cái cơ là thần linh và sự sống. Chúa Giêsu sống một đời sống thánh khiết. Chúa Giêsu đầy dạy thánh linh của Đức Chúa Trời. Ngài nói ra là thánh linh và quyền phép. Ngài nói ra là thánh linh và sự sống. Mà Đức Phao-lô cũng vậy, nói ra là thánh linh và quyền phép. Amen. Họ không có những cái điều ô uế đó. Họ hiểu, Phao-lô rất hiểu rất rõ rằng là ngày xưa mình là một con người ô uế bất khiết, gian ác, chống địch Đức Chúa Trời, phá hủy thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ Chúa đã ân điển, Ngài lấy ân điển gọi tôi, nên tôi không bàn có thịt bò biết.
được gọi là ân điển, sự ban cho từ Đức Chúa Trời, và ông giữ cái đời sống thánh khiết cho đến cuối cùng. Dù là đau khổ, dù là hoạn nạn, dù là bị tù đày, bị đánh đập, bị cướp bóc hay là đủ mọi điều, ông vẫn giữ một đời sống thánh khiết và công chính. Có nghĩa là qua mọi hoàn cảnh, sẵn sàng phải giữ được thánh khiết và công chính. Amen. Nếu không thánh khiết và công chính, ông Lysila còn nguyện trong tù thì có cơn nằm đất lớn không? Cái người mà chúng ta biết rằng đến người tội lỗi thì sao? Tù thì Chúa không nghe đúng không? Nếu mà chú tâm vào tội ác thì ác Chúa chẳng nghe tôi. Nên chúng ta nhớ, chúng ta cầu nguyện Chúa nghe. Một cái thân thể, một cái đền thờ của Đức Chúa Trời, hay là một của lễ sống và thánh khiết, là đẹp lòng Đức Chúa Trời và là sự thờ phượng phải lại. Amen. Sự thờ phượng phải lại không chỉ là thờ phượng theo cái cách của Chúa dạy, nhưng mà phải là một của lễ sống và thánh khiết. Đó là sự thờ phượng phải lại của anh chị em. Amen. Khi chúng ta sống mà thánh khiết, đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải không? Amen. À, đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là thánh. Trong cái thần cựu ước, trong thần kỳ sách Lê Vi của nó rằng là Đức Chúa Trời là thánh, các ngươi phải nên thánh vì Ngài là thánh. Và đến cái thần kỳ thánh ước thì càng là thánh khiết hơn nữa. Amen. À, càng thánh khiết hơn nữa. Và Phi Rơ cũng nhắc lại là hãy nên thánh vì Chúa là thánh. Và chúng ta phải thánh trong mọi sự. Amen. Thánh trong cách ăn hết ở của chúng ta. Amen. Lời nói của chúng ta phải thánh khiết, chứ không phải là chỉ cái buổi thờ phượng thôi không. Có nhiều người thì khi đến thờ phượng Chúa thì sao? Ăn năn xin Chúa tha thứ, rửa sạch con để con thờ phượng Chúa. Rồi về chúng ta sống một cái đời sống lại ô giờ trở lại. Từng có làm những cái điều mà những con người chống nghịch Chúa đã làm. Thì rồi ông nói cái câu kinh thánh mà anh chị em có nhớ không? Ông nói cái câu mà nghe mà đồng bùng với lỗ tai đó. Ông nói rằng là chó ngửa ra rồi liếm lại, heo được rửa sạch rồi lại lăn lộn trong bụng. Chúng ta đã giữ sự thánh khiết và chúng ta cũng đừng có cái bản chất đó là lăn lộn trong bụng. Những cái câu chuyện mà mấy người, một cái người đó dẫn, tức là nuôi một con heo tắm rửa rất là sạch sẽ, rất là gần gũi với người ấm. Nhưng mà khi ông đi, ông dẫn con heo đi theo, khi con heo nó thấy cái bụng bụng nó phóng ao ra, nó ra khỏi tay ông chủ luôn, thấy bụng bụng nó lăn trở lại. Bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng tắm rửa cho nó sạch sẽ, bây giờ dẫn nó đi thấy nó bụng bụng thì nó là, đó là cái bản chất, cái bản chất. Nên chúng ta biết rằng là cái bản chất của chúng ta phải được thay đổi và làm sạch đi. Amen. Và chúng ta phải giữ được cái sự thánh khiết đó, ích lợi cho chúng ta, ích lợi cho gia đình của mình. Amen. Amen. Bởi vì tôi nhìn thấy được rằng là trong Thi Thiên 73 đó, tác giả nói rằng là ông có cái sự cay đắng, ông có sự buồn rầu, nhiều lúc ông giận Chúa nữa, nhưng mà ông không dám nói ra cho dân sự của Chúa biết, bởi vì nói ra thì nó lây lan dân sự, nó làm ô uế cái dân sự của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta không hiểu được điều này. Chồng cay đắng nó luôn, cả vợ cả con luôn, à là cả vợ cả con mình, cả nhà mình cay đắng luôn. Giọng ông mục sư đó là nó hết cho cả nhà mình đồng tâm hiệp một luôn, cay đắng và chống lại mục sư. Mà điều đó chúng ta làm cho ô uế nó tràn lan cả gia đình của mình. Amen. Chúng ta phải khôn ngoan. Amen. Từng bao giờ chịu đựng đi, bắt thập tự giá đi. Amen. Có ai làm tổn thương mình, sẵn sàng bắt thập tự giá, không cần mở miệng. Amen. Mà nếu mở miệng thì nói rằng là xin Chúa tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Amen. À, chúng ta có nhiều cách để giữ đời sống của mình, đừng để ô uế nó xâm nhập vào đời sống của mình, và cũng đừng để có ô uế nó lan tràn trong gia đình của mình, rồi nó lây lan ra vào thánh của Chúa. Người này bị cay đắng rồi nói với người khác là tràn lan trong hội thánh luôn, trở thành một hội thánh ô uế, chứ không còn là hội thánh thánh khiết để thờ phượng Đức Chúa Trời và đem lòng Đức Chúa Trời và sự thờ phượng phải lại nữa. Amen. Hãy giữ, chúng ta phải trưởng thành, hãy giữ điều đó trong hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa thật là một hội thánh thánh khiết công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng phải lễ là của lễ không tỳ tiết, thánh khiết và sống. Amen.
và phương cách chúng ta thờ phượng đó là tâm linh và lễ thật. Amen. Và phần thứ hai đó là chúng ta biến đổi tâm trí. Biến đổi tâm trí, đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đem lòng Đức Chúa Trời. Biến đổi tâm trí thì ở đây chúng ta cần là đừng rập khuôn theo đời này, có nghĩa là chúng ta không làm theo đời này, bởi vì trong đời này có nhiều cái khuôn mẫu, chẳng hạn như là Tết nhất thì sao, phải dọn dẹp bàn thờ, phải làm cho nó đẹp, phải mua hoa quả về nhà, rồi phải cúng, rồi mùng một, mùng hai, mùng ba gì đó, làm liên miên, và đó là cái khuôn mẫu của đời này, mà chúng ta không rập khuôn cái đời này. Amen. Chúng ta là người đắc sống chứ không phải là người chết. Chúng ta là người yêu mến Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng yêu mến những người thân của mình, những người đã qua đời, chúng ta cũng yêu mến họ và chúng ta cũng nhớ ơn họ, nhưng mà không thể thờ phượng những người đã chết. Amen. Bởi vì lý do Chúa bảo chúng ta là phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời, và chúng ta không có đấng nào khác. Amen. Chúa vẫn nói với Satan là ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ thờ phượng mình Ngài là thôi. Amen. Đó là sự thờ phượng phải lẽ, và chúng ta nhất định có nhiều cái khuôn mẫu của đời này. Trong gia đình của mình có những cái khuôn mẫu mình tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà gia đình mình, bà con của mình có những cái khuôn mẫu và bảo mình là phải làm theo đời này, thì chúng ta nhất quyết là không làm theo đời này. Amen. Chúng ta có thể làm nhiều việc bất lợi, làm nhiều điều lành, nhưng mà bảo chúng ta là xây dựng chùa là nhà thờ để mà thờ phượng người chết thì chúng ta không thể làm. Đó là cái khuôn mẫu của thế gian, những cái lời nói của họ không những cái sự dạy dỗ của đời này đó trở thành những cái đầu lĩnh trong tâm trí của chúng ta, và chúng ta cần phải bởi quyền năng của Thánh Linh đặt đổ mọi đầu lĩnh, mọi lý luận, mọi sự tự cao dấy lên mình cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Amen. Phá đổ những cái đầu lĩnh đó, không làm theo đời này, những cái gì mà họ làm thì chúng ta không làm. Amen. Nó liên quan đến cái thế gian, nó liên quan đến cái sự thờ cúng thờ lại ma quỷ, chúng ta không làm. Amen. Chứ không phải là chúng ta cũng thờ phượng Chúa, người ta cũng nói có lý lắm mình thờ phượng Chúa là trên hết rồi, ở dưới mình cũng để bàn thờ cha mẹ được hay là ông bà được, có sao đâu, mình vẫn đốt nhang được. Nhưng mà chúng ta không thờ lại người chết, bởi vì chỉ thờ lại một đấng sống mà thôi. Amen. Cha mình đang sống thì không có một cái hình tượng nào để lên và đốt nhang được hay là thờ cúng. Amen. Và chúng ta phải là như vậy, bởi vì đấng sống đang ở trong chúng ta, Ngài thật sự là đấng sống, đấng giúp đỡ, đấng cứu chuộc chúng ta, chứ không phải là một đấng tà chết. Chúng ta không thờ người chết trên thập tự giá. Amen. Nhưng mà thờ Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Ngài chết là chết 3 ngày, ngày sau thì Ngài sống lại rồi, Ngài sống đời đời, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, chứ không phải Ngài đã chết trên thập tự giá nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy những cái gì mà thuộc về đời này thì chúng ta cần phải bỏ đi, phải không? Những gì của xác thì dân dân mô vế luôn tùng thờ tự phụ phép thủ ấm trong đấu nghe các cùng nhận cả bảy đơn gỗ sai sơ me luôn cùng các quyền khác giống như vậy để chúng ta bỏ đi. Amen. Amen. Tết này chúng ta có thể gặp rất là nhiều bạn bè nó mời chúng ta nhậu, phải không? Nó phải chút rượu hay cái gì đó nhậu thì mới phải, bởi vì Tết mà đây là khuôn mẫu của đời này, nếu không uống là không được, phải không? Chúng ta không làm theo lời này. Amen. Tôi nói bây giờ tôi hứa nguyện với Chúa là không nhậu nữa, không uống rượu nữa, không say xỉn nữa, thì tôi phải giữ, tôi đã hứa nguyện để tôi phải giữ. Amen. Nên chúng ta cần phải ra khỏi cái khuôn mẫu thế gian này. Mỗi vùng đất, mỗi làng, mỗi thôn nó có cái khuôn mẫu, đúng không? Có cái khuôn mẫu. Ngày xưa những người trong làng dân tộc thì nó có chủ làng rồi nó có thầy phù thủy, phải làm theo thầy phù thủy. Mà thầy phù thủy là chúng ta biết được ra rằng là nó hướng dẫn làm theo cách của Satan. Nhưng mà khi họ tin nhận Chúa rồi, họ bỏ đi những cái gì thuộc về đời này của làng ngày xưa, cái thói quen, cái tập tục, khủ tục
phải bỏ đi để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy biến đổi tâm trí mình, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Trong Ma Cô Tôn Nhì đoạn 10 từ câu 4 đến câu 6 nói rằng là đạp đổ mọi đồ lý, sự kiêu ngạo, dấn thân nghịch cùng sự hiếu Đức Chúa Trời, và bắt mọi ý tưởng làm tôi văn phục tâm trí. Chúng ta cũng đặt tay lên đầu của mình và chúng ta cũng nói rằng là mọi ý tưởng phải làm tôi văn phục tâm trí. Amen. Tâm trí như thế nào, làm như thế nào thì tôi phải làm như tâm trí. Amen. Ý tưởng của tôi phải giống ý tưởng của tâm trí. Trong câu thơ nhất đoạn 2 câu 14 đến câu 16 nói rằng là chúng ta có ý của tâm trí. Amen. Hoặc là có ý của tâm trí. Nên là Chúa Giêsu, và chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu trong vòng 3 năm rưỡi được ghi lại trong bốn sách Tin Lành và được ghi lại trong các thư tín. Đúng không ạ? Về Chúa Giêsu như thế nào thì chúng ta phải thể ấy trong thế gian này. À, chúng ta phải giống Chúa Giêsu, và ý tưởng chúng ta phải giống Chúa Giêsu trong sự thánh khiết công chính thì chúng ta sẽ được phước rất nhiều. Amen. Được phước rất là nhiều. Từ bỏ khuôn mẫu đầu này có nghĩa là làm sạch tâm trí gì cũ kỹ tội lỗi của chúng ta để chúng ta có một tâm trí mới như Chúa Giêsu của chúng ta đã có. Amen. Hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. À, có một cái tâm tình ở đây là Ngài không có nắm giữ địa vị của mình, Ngài từ bỏ. À, Ngài từ bỏ là một Đức Chúa Trời trở thành một con người, có nghĩa là Ngài không nắm giữ cái chức vụ, cái địa vị. Rồi giờ Ngài hạ mình xuống, khiêm nhường và vâng phục cho để chết. Amen. Nên chúng ta cần phải có những cái tâm tình này. Chúng ta thấy là Phi-rơ, là Gia-cơ, là Giăng á, những con người này thì trong khi đi với Chúa Giê-xu thì sao? Họ có những cái đồn lũy của thế gian. Phi-rơ nói rằng là Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Họ kém Chúa Giê-xu đi ra, nói Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? À, không có chuyện đó xảy ra cho Ngài đâu. Cái tâm tình này là tâm tình của thế gian. Phải không? À, Chúa Giêsu nói là Ngài trở thành một người mà chết trên thập tự giá, rồi Ngài chôn, rồi ngày thứ ba Ngài sống lại. Họ không tin. Rồi Chúa Giêsu thắt lưng mình nữa, rồi rửa chân cho các môn đồ, thì đánh cái Phi-rơ thì Phi-rơ nói sao? Lại Chúa, còn phải rửa chân cho Ngài, trong không Ngài rửa chân cho không? Có nghĩa là tâm tình đó là của thế gian, đó là khu mẫu của thế gian. Trò phải phục vụ thầy, chứ không phải thầy phục vụ trò. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thì Chúa nói rằng người nào muốn lãnh đạo thì phải là cô tớ. Không, muốn người trở thành một người lãnh đạo thì phải là cô. Nó hoàn toàn nó ngược lại cái thế nhé. Amen. Nên chúng ta cần phải giống Chúa Giêsu, và phải là người phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ, phải là người giảng dạy như Chúa Giêsu đây nhé, phải là người sống như Chúa Giêsu đã sống, phá đổ tất cả những luồng lý của tâm trí cũ. Chúng ta những người nam không phải là chữ gia trưởng hay là cổ điển gì hết. Amen. À, phải là người yêu vợ như Chúa Giêsu yêu hội thánh và có mình vì hội thánh. Còn vợ thì sao? Phải vâng phục chồng trong mọi sự. Amen. Như hội thánh vâng phục Chúa Giêsu thế nào thì vợ có vâng phục chồng thế này. Amen. Vợ không được quyền để mà chửi chồng, như vậy thì hội thánh có thể chửi Chúa Giêsu đúng không? Hội thánh nó hành Chúa Giêsu, hội thánh làm đối tính về Chúa Giêsu phải không? Không, khi đã là hội thánh là có nghĩa được chuộc rồi. Amen. Thì hội thánh không bao giờ nghịch lại với Chúa Giêsu. Ngày vợ không thể nghịch lại với chồng, bởi vì Chúa nói là chồng là đầu, vợ là thân. Chúa Giêsu là đầu, hội thánh là thân. Nên chúng ta phải bỏ cái tâm trí cũ đi, bỏ đi. Amen. Để chúng ta có một tâm trí mới thật sự, là sẵn sàng đầu phục chồng của mình. Amen. Trong mọi sự như hậu thánh vâng phục Chúa Thế Giêsu thế nào thì vợ cũng phải vâng phục chồng trong mọi sự. Còn chồng thì sao? Phải yêu vợ như chính Chúa Giêsu yêu hậu thánh và bỏ mình vì hậu thánh. Mấy ông chồng phải sẵn sàng yêu vợ và sẵn sàng chết vì vợ. Amen. 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 Thì nói ra thì mấy ông chồng là chịu trách nhiệm nặng hơn đúng không? Sẵn sàng chết vì vợ chứ vợ chưa chết. Phải không? À, vợ có vâng phục thì không đến nỗi chết. Amen. Nhưng mà chồng của ấy sinh đến nỗi chết mà nhiều lúc cắn răng, nhiều lúc chịu đựng, nhiều lúc chết thật sự. Chứ không phải là lúc đó chịu đựng rồi nén chịu rồi sau đó là bùng lên, không phải như vậy. Chết luôn. Amen. Đó là tâm tình của Chúa Giêsu. Nên Chúa Giêsu ngay thật tự giá thì ngài điều chi con và cái hàng lòng về chịu chi con trước mặt kẻ hấp lông, ngài không mở miệng. Amen. Ngài chịu đựng, ngài nhân từ, ngài thương xót,
Và khi Ngài mở miệng là xin Cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Amen. Amen. Nên những người đàn ông cũng phải như vậy, và những người phụ nữ cũng phải như vậy. Người chồng phải vậy, và hàng người vợ cũng phải vậy. Bởi vì Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta. Amen. Để chúng ta có thể trong mọi sự. Không những đối với vợ với chồng mà đối với người khác cũng vậy. Nếu người ta nói đi quay mình yên lặng. Nếu có mở miệng là xin Cha tha cho họ. Cái cô này, cái anh này, anh đang điên rồi. Xin Cha tha cho họ, phải không? Vì họ biết họ đang làm gì. Chúng ta thương họ bởi vì mình thấy rằng họ bị khống chế bởi Satan. Họ nói những lời thô tục, họ chửi bới, họ thế này thế kia. Thì mình xin Chúa tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Họ đang khống chế, họ bị nô lệ cho Satan, cho con thổ. Và họ đã làm những cái điều mà chúng ta biết được rằng là không nên làm, không nên phải làm. Nhưng mà họ vẫn cứ làm. Thì giống như là Phaolô nói rằng là những điều lành tôi muốn làm mà tôi không làm được. Amen. Nhưng mà điều ác tôi không muốn làm là tôi lại làm. Vì tội ở trong tôi. Amen. Amen. Để chúng ta nhận biết người nào nói ra, chúng ta sẽ biết được rằng là họ đang nô lệ cho tội lỗi, họ đang nô lệ cho ma quỷ, hay là một người tánh thành tự do trong tất cả người kêu là chúng ta biết điều đó. Và chúng ta hãy cầu nguyện cầu tha cho họ. Đừng có trách móc, và cũng đừng có tổn thương, đừng có đau đớn gì hết. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Từ bỏ khuôn mẫu của đời này, làm sạch tâm trí và giống như tâm trí của Chúa Giêsu. Và chúng ta nhận lãnh những cái ý tưởng từ Chúa. Chúng ta làm sạch xong, chúng ta nhận lãnh ý tưởng từ Chúa. Và ý tưởng từ Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Ý tưởng của ta khác với ý tưởng khác người. Đường lối của ta khác với đường lối của các người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta, đường lối của ta cao hơn ý tưởng đường lối của các người bấy nhiêu. Hãy bỏ mọi ý tưởng gian ác của các người để nhập vào ý tưởng của Chúa. Amen. Bởi vì bây giờ chúng ta là con của Đức Chúa Trời, là hậu thánh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải có ý tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải gọi là cập nhật liên tục, gọi như là cái phần mềm đó, cập nhật vào. À, không những nó vào trong tâm trí chúng ta mà thôi, nhưng mà vào tấm lòng của chúng ta bằng đức tin và nhận lãnh hơn Đức Chúa Trời. Chúa bảo chúng ta hãy tiết lộ tâm trí thì chúng ta tiết lộ tâm trí. Chúa bảo chúng ta là phải dâng thân thể là của lễ sống và thánh, là chúng ta phải dâng của lễ là sống và thánh. Amen. Chúa bảo chúng ta phải giữ một đời sống thánh khiết và công chính, thì chúng ta giữ đời sống và thánh khiết và công chính để chúng ta trở thành những con người không sợ hãi nữa. Amen. Luca 1:35 nhớ không ạ? Sống thánh khiết và công chính cả đời mình không sợ hãi gì hết. Tôi không sợ hãi gì hết, bởi vì tôi sống thánh khiết và công chính. Tôi sẵn sàng giảng bất cứ lẽ thật nào. Chúa bảo giảng, tôi giảng. Amen. Amen. À, và giảng ra cũng có nhiều người nói, một sư cũng bảo không? Có bao nhiêu người không thánh khiết, không công chính, à, thì giảng những cái lĩnh vực mà họ đã vi phạm, họ không dám giảng. Nhưng mà những người thánh khiết và công chính thì trung tín giảng dạy lại họ. Amen. Bất cứ lẽ thật nào cần phải giảng ra để dân sự của Chúa nghe. Nghe thì họ mới tin, tin thì họ mới hành động thì họ mới được cứu. À, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và sự người ta nghe đến bởi lời của Đấng Christ được ra. Amen. Chúa Giêsu giảng, người ta nghe và người ta làm theo, phép lạ xảy ra, biết bao nhiêu con người phép lạ xảy ra trong cuộc đời của họ, để giải phóng cuộc đời của họ. Khi chúng ta thật sự trở thành một cuộc lễ sống và thánh, đây là sự thờ phượng hợp lễ, sự thờ phượng phải lễ của chúng ta. Khi chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, chúng ta sẽ hưởng được những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Phải vậy không? Cái người con cả trong câu chuyện con trai hoang đường, có phải người con cả nói rằng là con không có chống lại cha một cái điều gì, con làm theo ý cha, nhưng mà con không được con dê để mà đẩy bạn về. Cha chưa cho con dê để đẩy bạn về, cái này không phải lỗi của cha đúng không ạ? Chỉ cần nói với cha một tiếng cha cho thôi, chứ không có phải là lỗi của cha. Nhưng mà ông nói như vậy, ông bị bực mình đứa em về mà cha làm bò bọc trở lại. Nhưng mà cha nói rằng là con ơi, của cha là của con. Amen. Amen. Cái người sống đền lòng Đức Chúa Trời và không sai phạm
có ý Đức Chúa Trời của mình, làm đúng theo lời của Đức Chúa Trời. Nếu có sai phạm thì ăn năn ngay liền và Chúa sẵn sàng tha thứ. Và người đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, người đó là cầu nguyện phải lại Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ nhận được tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Amen. Chúng ta có tin điều đó không? Amen. Nên cái tết này anh chị em có tin rằng Chúa chu cấp cho mình không? Amen. Nào là bánh tét, bánh chưng, nào là mọi thứ bánh ngọt hay là thịt gì đó, đầy đủ mọi thứ để mà không dẫn mình sử dụng hoàn đãi bạn bè khách khứa hội thánh được không? Amen. Chúng ta có đi điều đó không? Amen. Hay là chúng ta cố gắng nỗ lực làm ra kiếm tiền để mua? Chúng ta nhớ rằng thế gian đời này thì Chúa nói rằng là việc mà lo đồ ăn đủ, mà Chúa nói là việc đó dân gọi thường tiền chứ không phải là các ngươi. Amen. À, như vậy đó là cái dòng chảy của thế gian, là phải làm lụng đặc sự tới tấp trong những ngày Tết này, và phải làm để có tiền mua thịt, chứ là có tiền mua quà biểu, có tiền mua cái này kia. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy, nhưng nghĩ như vậy là chúng ta ở trong dòng chảy của thế gian. Chúng ta phải ở trong dòng chảy của Thánh Linh. Amen. Là Chúa nói là đừng lo ngày mai ăn gì, uống gì, làm gì. Đó mà điều đó là dân mở thường tiền. Còn các ngươi thì sao? Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và được công chính của Ngài, thì mọi sự được ban cho. Amen. Chúng ta là người thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời mà. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, là thừa hưởng cơ nghiệp. Và cơ nghiệp của Chúa là giàu có vô cùng mà, không có thiếu gì hết. Trong mọi lĩnh vực, cả thuộc nhân, cả thuộc thể chúng ta, trong mọi lĩnh vực chúng ta đầy đủ hết mà. Ở đức tin chúng ta nhận. Amen. Sáng nay, ngày hôm qua không có nước, khô nước, không có nước để tắm nữa. Tôi nói cho dân Chúa Giêsu, sáng nay mà nước phải đến. Và cảm ơn Chúa nước nó đến. Chúng ta có một cái quyền mà. Amen. Nước phải đến trong khu vực này. Sáng nay nhóm lại mà không có nước thì anh em cũng rất là cực nữa. Phải có nước, chúng ta không có quyền đó. Chúng ta công bố kêu gọi những gì chưa có nhưng đã có rồi. Amen. Bánh thịt kêu là tiền gì đó, công bố đó đó. Bởi vì nếu chúng ta sống trong sự thất khiếp, sống là một của lễ thờ Đức Chúa Trời, chúng ta có tin rằng là những người thầy tế lễ của dòng dõi Lê Vi, người ta không có làm gì hết đúng không? Họ chỉ là thờ phượng Chúa, phục vụ đền thờ, dân tế lễ thôi phải không? Và 11 chi phái kia phải nuôi chi phái Lê Vi đúng không? Và ngày hôm nay có phải chúng ta là thầy tế lễ nhà vua không? Amen. Amen. Là chúng ta phục vụ vua thiên đàng, phục vụ vua thiên đàng, và mọi sự được Chúa cấp ở vua thiên đàng. Amen. 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 Để chúng ta ở trong chức vụ là kinh doanh cái gì đó, nhưng mà chúng ta cũng là thờ phượng Chúa, và Đức Chúa Trời sẽ chúc phước trong công việc kinh doanh của chúng ta, công việc làm nông nghiệp của chúng ta, Chúa sẽ chúc phước. Nhưng mà chúng ta không phải là nhờ nó để nuôi sống chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta nhờ cậy Chúa là Đức Chúa Trời là đấng nuôi sống chúng ta. Chúa dạy trong Tiên Thi đoạn 6 là những người giàu có đừng có ỷ lại vì tiền của bố mình, nhưng mà phải nhờ cậy Chúa để sống mỗi ngày. Amen. Tôi nói đùng một cái động đất, đùng một cái chiến tranh, mình chúng ta không có dựa vào của cải được đâu. Amen. Mất hết á, nó tất cả những gì thuộc về thế gian hả, chúng ta phải nhận từ nơi thiên đàng. Amen. Nếu anh chị em không kinh nghiệm điều này thì nếu có vấn đề xảy ra thì sao? Chúng ta chỉ đói à? Giống như là Do Thái hay là rồi Uzira rồi đó, chiến tranh như vậy rồi nhiều người ra đường chắc nói không? Mất hết của cải rồi. Nên chúng ta phải tập tầm đức tin, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, phải đi trong dòng chảy của Đức Thánh Linh chứ không theo dòng chảy của thế gian. Thế gian phải làm, phải lộn, phải tiết kiệm tiền bạc đủ mọi thứ, nhưng mà rồi có đi theo được không? Chúa nói rằng là Roma đoạn 14 câu 17 nói rằng là nước Đức Chúa Trời không ở tại lời nói, không ở tại cái sự ăn uống là củ cải bằng cách này mà, nhưng mà công chính, bình an và vui vẻ trong Thánh Linh, đó là nước trời. Amen. Nên chúng ta ở trong sự công chính và năng lượng của cải trong Thánh Linh, chứ không phải là của cải như vật, không phải là đồ ăn đồ uống là thiên đàng, không phải, nó thuộc về thế gian để nuôi cái thân thể của chúng ta. Amen. Tất cả những cái gì tiền của đời này nuôi thân thể của chúng ta, và cái thân thể này không thể thiên đàng được đâu. Amen. À, mà cái thân thể này có biến hóa, phải biến hóa bay lên được. Amen. Amen. Nên là bụi tro nó sẽ trở về bụi tro, nhưng mà chúng ta là những người đã được thánh hóa ngay đời này, đã được sống lại trong thân thể, có nghĩa là cải sạch cái điều thay chết, nhưng mà cái thân thể này nó không bay lên thiên đàng được, nhưng mà nó được thánh hóa khi Chúa Giêsu tẩy lọc. Amen. 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 Nên chúng ta phải phân biệt những gì là thuộc về thế gian, những gì thuộc về vương quốc thiên đàng,
Chúng ta là người không phải vương quốc của thế gian, nhưng mà chúng ta thuộc về vương quốc thiên đàng, thuộc về Chúa Giêsu của chúng ta. Nên chúng ta phải hiểu rất rõ từng chi tiết, từng lĩnh vực để chúng ta có thể hưởng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Tết này, quý bạn chị em chúng ta sẽ có một cái Tết rất là vui sướng, là một cái Tết phục linh, một cái Tết Tết mà phải nói đầy dạy thánh linh và đầy dạy cái sự vui của mình trong mọi thứ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho quý bạn chị em chúng ta một cái Tết cầu nguyện. Mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu. Thứ nhất là chúng ta phải theo lời khuyên của Phaolô, đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời, dâng hiến thân thể mình cho Chúa trong sự thánh khiết, công chính, đẹp lòng Đức Chúa Trời và sống động và thờ phượng thải lệ. Thờ phượng thải lệ đó là của lễ sống và thành. Và thứ hai là chúng ta biến đổi tâm trí, từ bỏ khuôn mẫu đời này và nhận lãnh ý tưởng từ Chúa. Thứ ba là chúng ta được phước, được phước từ nơi Ngài. Chúng ta hưởng trọn phước lành của Chúa, hưởng trọn cái quyền làm con, hưởng được gia tài của Cha ngay trên đất này, ở đất cũng như ở trời. Chúng ta sẽ sống những ngày thiên đàng trên đất, chúng ta sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhận lãnh tất cả những nhu cầu cho chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta không lo lắng ngày mai ăn gì uống gì cả. Cảm ơn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.